Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà tôi buổi sáng nay, tôi được Chúa cảm động và được Chúa thúc để chia sẻ về cái ý nghĩa thật sự từ cái nguyên thủy của tiệc thánh mà lúc ban đầu Chúa Giêsu Ngài đã dùng bữa với các sứ đồ của Ngài, các môn đồ của Ngài. Bởi vì ngày hôm nay tiệc thánh mà chúng ta dùng ở trong các hội thánh của Chúa, từ Tin Lành truyền thống cho đến hội thánh tư gia đó quý vị, thì những cái bánh và chén mà chúng ta có ở trên tay nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Nhưng mà trong trong thời của Chúa Giêsu, khi mà Chúa Giêsu ngài lập ra tiệc thánh, thì thật ra tiệc thánh đó chính là lễ vượt qua mà người Do Thái họ đã giữ 1.500 năm, từ lúc thời của Môi-se cho đến thời của Chúa Giêsu là 1.500 năm. Và từ thời Chúa Giêsu cho đến chúng ta bây giờ đã là 2.000 năm, tổng cộng là 3.500 năm, thưa quý bà chị em. Và lễ vượt qua đó ngày hôm nay người Do Thái họ vẫn tiếp tục giữ. Và để chúng ta hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của tiệc thánh thì chúng ta tôi thiết nghĩ rằng chúng ta nên ít nhất một lần trong đời của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn thấy rõ được tiệc thánh thật sự hay là lễ vượt qua thật sự của người Do Thái nó trông như thế nào, và ý nghĩa của từng món hoặc là từng cái thức ăn ở trên bàn của người Do Thái nó đều có một ý nghĩa thuộc linh liên quan đến sự cứu rỗi trong Chúa Jesus Christ. Khi mà chúng ta học kinh thánh, thưa quý bà chị em, một trong những hạn chế của người Tin Lành của chúng ta đó là chúng ta không có nhiều cái phương tiện hoặc là nhiều cái tài liệu để chúng ta có thể hiểu được hết những văn hóa, những truyền thống, những tập tục, tập quán của người Israel. Bởi vì kinh thánh được Đức Chúa Trời Ngài viết cho người Israel ban đầu, đúng không ạ? Và tất cả những lời, những từ ngữ ở trong Cựu Ước nó có một cái sự chuyển tiếp đối với lại cái văn hóa của người Israel, nhất là những kỳ lễ của người Do Thái. Có tổng cộng là 7 kỳ lễ ở trong Cựu Ước, và có ít nhất là 3 kỳ lễ mà mỗi một người Israel họ cần phải giữ ở trong cuộc đời của họ. Một năm họ phải lên Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời 3 lần, đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều tạm. Và trong 7 cái kỳ lễ này thì nó có những ý nghĩa thuộc linh, thưa quý bà chị. Không phải tự nhiên mà Đức Chúa Trời Ngài lập ra một cái lễ làm gánh nặng cho dân Israel của Ngài. Nhưng mà trong tất cả những kỳ lễ này đều có một cái ý nghĩa thuộc linh và ý nghĩa tiên tri để nói về Chúa Giêsu, và cũng như sự cứu rỗi của Chúa, sự chết, sự chôn, sống lại của Ngài và sự thành lập hội thánh nữa. Và thậm chí liên quan luôn cả đến cái sự tái lâm của Chúa Giêsu nữa, thưa quý bà chị em. Và trước hết chúng ta biết rằng là trước khi mà lễ vượt qua được thiết lập thì Đức Chúa Trời Ngài đã đổ xuống Egypto 10 tai vạ. Nếu chúng ta là người yêu mến Chúa, đọc lời của Chúa một cách kỹ càng, chúng ta sẽ hiểu rõ được 10 tai vạ đó là gì. Ở trong Số Ký từ đoạn số 8, số 9 trở đi, chúng ta sẽ thấy được có rất là nhiều tai vạ đổ xuống. Trước đây thì tôi đọc những cái tai vạ đó và tôi thấy Đức Chúa Trời Ngài rất là quyền năng. Nhưng mà tôi chưa hiểu hết được rằng là trong cái sự giáng tai vạ đó thì đó là lúc mà Đức Chúa Trời Ngài đang bày tỏ ra quyền năng của Ngài, và thậm chí là Ngài là Đức Chúa Trời của các vị thần của người Ai Cập nữa. Khi mà Chúa Ngài giáng lên 10 tai vạ trên xứ Egypto thì đó là lúc mà những vị thần của người Egypto bị đoán phạt. Và tại Egypto thời bấy giờ thì có hàng ngàn vị thần khác nhau, thưa quý mài chèm. Nhưng mà khi mà những tai vạ giáng xuống thì những vị thần đó, tôi xin kể ra ở đây có những cái vị thần chính mà người Ai Cập họ rất là tôn kính và tôn thờ. Vị thần thứ nhất bị đoán phạt đó chính là thần Ra. Đây là vị thần lớn nhất của Ai Cập, tức là thần mặt trời. Người cái vị thần này có mình người đầu nhiều hâu. Và khi mà Đức Chúa Trời này khiến cho cả xứ Egypto bị tối tăm đó quý vị, thì lúc đó vua Pharaoh và cũng như các quần thần của mình cầu nguyện với thần mặt trời, nhưng mà không có một sự đáp lời nào của thần mặt trời Ra cả. Thần thứ hai đó là thần Horus hay là Osiris. Đây là thần ban sự sống. Người cái vị thần này thì có mình người đầu chim cắt. Và khi mà con trai của vua Pharaoh bị chết ở trong cái đêm lễ vượt qua đó thì ông đã cầu nguyện với vị thần này, nhưng mà vị thần này cũng không đáp lời cho Pharaoh. Thần Anubis Mummification, tức là thần ướp xác, có mình người và đầu sói. Thần Set, tức là thần bão và thời tiết, mình người đầu lừa. Thần Tho, tức là thần khôn ngoan, mình người đầu con chim cò. Thần Sobek là thần nước, mình người đầu cá sấu. Khi mà Chúa Ngài khiến cho nước ở trong Egypto bị hóa thành huyết màu đỏ
thì vua Pharaoh đã cầu nguyện và cũng như là những phù chú đã được dâng lên cho thần thần nước này, nhưng mà không có một sự thay đổi nào. Thần Sin nữa quý vị, nửa sư tử nửa phụ nữ, nửa sư tử nửa phụ nữ, đây chính là vị thần mà những người mà lập quốc ra Singapore đó quý vị, họ cũng đã áp dụng cái hình của cái vị thần này để làm một cái biểu tượng cho đất nước Singapore, tức là nửa là sư tử và nửa là phụ nữ. Và thần tiếp theo nữa đó là thần Abu, đây là một con bò đực. Đây là thần làm ra thức ăn mùa màng cày cấy thành công, cũng là vị thần mà người Israel họ đã lập ra ở tại dưới chân núi Sinai. Khi mà Môi-se đã lên núi 40 ngày, họ không có thấy Môi-se nữa, và thế là họ lập ra một vị thần. Thì vị thần Abu này là vị thần lớn thứ hai sau vị thần Ra. Thì chúng ta biết rằng là trong 10 tai vạ Chúa mà đổ ra trên Ai-cập như vậy, thì những vị thần này đã bị hổ thẹn và bị xét đoán. Cho nên người Ai Cập và vua Pharaoh rất là xấu hổ và đã nhận một cái kết cuộc rất là ê chề trước danh quyền năng của Đức Chúa Trời của Israel, thưa quý vị. Và trước khi mà tai vạ thứ 10 đổ ra, tức là tất cả những con trai đầu lòng ở trong xứ Ai-cập sẽ phải chết nếu mà thiên sứ hủy diệt đi ngang qua từng ngôi nhà ở tại xứ Ai-cập. Và Chúa Ngài đã truyền cho Môi-se rằng là bây giờ con cần phải dạy lại cho dân Israel cách để dự lễ vượt qua. Và trong cái đêm đó, ta sẽ cho phép thiên sứ hủy diệt trải qua khắp xứ. Nhà nào có huyết của chiên con bôi ở trên mày cửa, trên hai mày cửa và trên cột nhà, thì nhà đó sẽ được bình an. Con trai đầu lòng ở trong nhà đó, từ con người cho đến súc vật, sẽ không phải chết. Và thế là dân Israel họ đã tuân giữ, họ đã tuân giữ lễ vượt qua trong cái đêm đại nạn đó. Và cảm ơn Chúa, Kinh Thánh nói rằng là trong cả xứ của người, trong cái vùng của người Israel, không có bất cứ một tiếng khóc la nào hết, từ con vật cho đến con người, thưa quý mài che. Nhưng mà trong những ngôi nhà của người Giê-tô thì khóc la sùm cả, từ con người cho đến súc vật cũng la hét thất thanh, bởi vì cớ sự quỷ diệt đã đi vào trong nhà đó. Tôi sẽ đọc lời của Chúa ở trong sách Xuất Ký đoạn số 12 từ câu 1 cho đến câu số 14 để chúng ta có được một cái nền tảng, một cái hình ảnh tổng quát về lễ vượt qua như thế này. Tại xứ Ai-cập, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và Aaron rằng: tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng: đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tủ giáp niên chẳng tỳ vết chi, đoàn để dành cho đến ngày 14 tháng này. Rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lỗ chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cái cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng, chứ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa và đầu giò với bộ lòng. Các ngươi cho để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại hãy thiếu đi. Vậy ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai-cập, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ai-cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai-cập. Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ai-cập, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm, trải các đời hãy giữ là một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Thưa quý mà chị em, ở đây là một sự căn dặn dặn dò rất là chi tiết. Đáng ra thì tôi sẽ đọc hết đoạn 12 này để chúng ta thấy được cái khung cảnh chi tiết đó. Nhưng mà tôi đọc đến câu số 14 để chúng ta thấy rằng là chính Đức Chúa Trời Ngài là đấng đã thiết lập ra lễ vượt qua này, và Ngài muốn cho người Israel giữ lễ vượt qua này ở trong một cái hình, để chúng ta có thể hiểu được cái hình đó qua Chúa Giêsu Christ là bóng của luật pháp. Dạ xin lỗi, Cựu Ước chính là bóng, còn Chúa Giêsu Ngài là hình. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta dân Israel đó, họ giữ cái bóng đó để đến khi Chúa Giêsu Ngài hiện ra trong thời Tân Ước thì họ sẽ hiểu được rõ cả hình và bóng. Và ngày hôm nay chúng ta là người tin Chúa, chúng ta được Kinh Thánh gọi là dân của Đức Chúa Trời, chúng ta là dân Israel thuộc linh. Quý mà chị em đồng ý với tôi điều này không ? Chúng ta là người Israel trong thuộc linh.
Tức là có một phần dân Do Thái họ bị bỏ bởi vì cớ họ đã khước từ Chúa Giêsu là đấng Messiah của dân tộc họ. Họ không có đức tin nơi Đức Chúa Trời và họ không được cứu rỗi. Và thế là Đức Chúa Trời ngài đã bày tỏ qua Môi-se rằng là sẽ có một phần dân sẽ bị bỏ, nhưng mà sẽ có một phần dân ngoài sẽ được tháp vào trong sự cứu rỗi của Chúa. Và chúng ta là dân ngoại đối với Do Thái, và chúng ta được gọi là dân Do Thái thuộc linh. Như vậy thì là dân Do Thái hay là dân Israel thuộc linh, chúng ta cần phải hiểu được những cái văn hóa, những cái truyền thống của người Israel thuộc linh. Quý vị đồng ý với tôi điều này không? Nếu quý vị học tiếng Anh mà quý vị không có hiểu được cái văn hóa của người nước ngoài thì làm sao quý vị có thể nói được tiếng nước ngoài rõ ràng được, đúng không? Mình sẽ không thể giao tiếp mà mình không hiểu được cái bối cảnh của cái câu chuyện của họ đang nói chuyện như thế nào. Là người tin Chúa, chúng ta cũng cần phải học qua ít nhất là một lần trong đời của chúng ta những cái văn hóa, những cái truyền thống của người Do Thái, để khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng là quá wow, những cái điều này thật sự nó là một cái gì đó nó rất là dễ hiểu và nó rất là gần với mình, giống như mình trở về với quê hương của chúng ta vậy đó quý vị. Và bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị thấy được ở trên cái bàn ăn của người Do Thái trong lễ vượt qua sẽ có những gì. Và xin mời chú Sơn có thể chiếu máy cho mọi người chúng ta thấy được hình ảnh đầu tiên ở trong dạ chú có thể làm sao cho cái hình nó lớn lên một chút được không? Cái dấu cộng hả chú? Chú cho zoom lên. Dạ đây là bàn ăn của người Do Thái khi họ lễ họ tham dự lễ vượt qua, the Passover table. Passover tức là lễ vượt qua đó quý vị. Thì ở trên bàn này có một cái khay đựng 6 loại thức ăn khác nhau. 6 loại đó là gì? Thứ nhất đó là rau cần tây. Đây là hình ảnh tượng trưng cho chùm kinh giới mà người Israel họ đã dùng để bôi huyết lên mày cửa nhà của họ trong cái đêm lễ vượt qua. Thứ hai đó là táo đậu mật ong, tượng trưng cho gạch và rơm trong thời nô lệ khi mà dân Israel họ phải làm nô lệ ở tại xứ Ai Cập. Thứ ba đó là rau đắng, tượng trưng cho mùa cay đắng, mùa của sự thống khổ. Thứ tư đó là trứng luộc, đây là hình bóng về sự đau đớn khi mà đền thờ bị sụp đổ. Thứ năm, rau diếp là một loại rau đắng khác. Thứ sáu đó là xương ống chân hay là xương đùi của con chiên. Chúng ta thấy được đây là cái xương ống chân đây, họ vẫn còn để thịt luôn. Tức là trong thời của Chúa Giêsu đối với vị, khi mà họ ăn bữa tối thì họ sẽ ăn tất cả những món này chung với nhau. Và Kinh Thánh nói rằng là khi mà Chúa Giêsu ăn bữa tối rồi thì ngài lấy chén, thì ăn bữa tối rồi đối với vị, tức là họ là Chúa Giêsu ăn cái thịt cái con chiên này, ăn cái xương đùi của con chiên này. Và tất cả những cái món ăn này họ đã dùng từ thời của Môi-se truyền lại cho đến bây giờ là 3.500 năm. Quý vị thấy đây là một cái điều mà thật sự là lạ lùng thưa quý vị. Dân Israel họ đã bị thất lạc, lưu lạc hàng ngàn năm ở trên thế giới. Vậy đó mà đến năm 1948 khi mà dân Israel họ lập quốc lại thì tất cả mọi thứ này vẫn còn y nguyên như thời ban đầu thưa quý vị. Và khi mà Chúa Giêsu ngài dự tiệc thánh thì ngài đã có bánh nữa quý vị, đúng không? Bánh nữa. Dạ bây giờ xin mời chú Sơn chiếu tiếp hình ảnh nữa. Dạ đây, quý vị thấy đây là bánh. Dạ bánh này được gọi là bánh Marshall, bánh không men Marshall. Bên cạnh 6 cái món này thì có bánh không men Marshall ở đây. Và đây là cái túi hiệp 1 gồm 3 ngăn, và họ đựng bánh Marshall này ở trong 3 ngăn của cái túi túi hiệp 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ thấy được bánh Marshall nó có hình dạng như thế nào. Xin mời chú Sơn tiếp tục ạ. Dạ quý vị thấy được cái bánh ở đây, nó có lằn lằn đúng không ạ? Nó có vết nám đúng không ạ? Đây chính là cái vết mà người ta dùng khi mà người ta nướng bánh đó quý vị, thì cái lửa đó nó làm cho cái bánh nó bị có cái màu sạm đen như vậy. Rồi chúng ta xem tiếp một hình tiếp theo. Dạ có cái hình mà cái bánh nó to lên đó chú. Để mọi người chúng ta thấy được là dạ đúng rồi, trời rồi đây. Dạ nếu mà quý vị ở xa quá thì quý vị có thể cố gắng nhìn một chút nha. Ở đây quý vị thấy có lỗ không ạ? Quý vị thấy có lỗ đúng không ạ? Dạ bây giờ chúng ta để ý từng chi tiết nha. Ở đây có từng lỗ đúng không ạ? Khi mà người ta nướng bánh đó, quý vị, người ta sẽ dùng một cái chĩa để người ta chĩa vào cái bánh đó và lật qua lật lại để cho nó chín. Cho nên khi mà người ta chĩa như vậy thì nó tạo ra những cái lỗ ở đây. Và quý vị biết rằng là cái bánh này cũng tượng trưng cho Chúa Giêsu. Cái lỗ đó tượng trưng cho những cái sự đau đớn của Chúa Giêsu khi mà người ta đâm Chúa.
và đâm vào hông của Chúa. Và những cái vết lằn ở đây thưa quý vị, những cái hàng như thế này, quý vị thấy không ạ? À? Nó nám theo hàng như thế này. Thì đây là những cái lằn đòn mà Chúa Giêsu đã chịu khi mà Ngài chịu đau đớn vì cớ con người của chúng ta. Ở trong Ê-sai đoạn số 53 câu số 5 chép như thế này: những người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Cảm ơn Chúa, đây là cái bánh Marshall, bánh không men. Và Chúa Giêsu Ngài cũng là một đấng vô tội, bởi vì men tượng trưng cho tội lỗi. Trong Chúa Giêsu Christ không hề có tội. Và khi Chúa Giêsu Ngài dùng lễ vượt qua trước khi mà Ngài bị nộp, đúng quý vị, thì Chúa Giêsu Ngài nói rằng là các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta. Và người Do Thái, các sứ đồ đó, họ đều là những người Do Thái hết. Và khi mà họ thấy Chúa Giêsu Ngài dùng lễ vượt qua như vậy, và họ liên tưởng đến cái sự hy sinh, sự chết của Chúa Giêsu Ngài sắp sửa phải chịu đó, thì họ hiểu được rằng là Chúa Giêsu phải như thế nào. Và Chúa Giêsu Ngài nói rằng là các ngươi hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cho đến khi mà Chúa Giêsu sống lại thì bắt đầu các môn đồ họ liên kết lại, sâu chuỗi lại từng sự kiện, và họ biết rằng là Chúa Giêsu Ngài đang nói về chính Ngài ở trong lễ vượt qua đó. Không phải là môn đồ họ phải nhớ đến cái sự chết của Chúa đâu quý vị, nhưng mà các môn đồ họ phải nhớ đến cái lễ vượt qua nguyên thủy đó. Cái ý nghĩa nguyên thủy đó là trong Chúa Giêsu Christ, Ngài là chiên con của lễ vượt qua, và ai ở trong Chúa thì người đó sẽ không phải chết ở trong thuộc linh của họ. Họ sẽ được sự cứu chuộc, họ sẽ được giải thoát ra khỏi những quyền lực của ma quỷ, họ sẽ được giải thoát ra khỏi tất cả những quyền lực của xã bệnh tật ở trên đời sống họ. Và trên bàn của lễ vượt qua cũng có bốn cái chén quý vị. Chén đầu tiên đó là chén của sự nên thánh, thứ hai đó là chén của sự đau đớn, thứ ba đó là chén của sự cứu chuộc, và thứ tư đó là chén của Eli. Như vậy thì chén của sự cứu chuộc đó, khi mà Chúa Giêsu Ngài ăn bữa tối rồi thì Ngài lại lấy chén thứ ba này, tức là chén của sự cứu chuộc. Và Chúa Giêsu Ngài đã cầm lên và Ngài nói rằng là các ngươi hãy dùng điều này để nhớ đến ta. Đây là huyết của sự giao ước vì cớ tội lỗi của nhiều người mà đổ ra. Không phải tự nhiên mà Chúa Giêsu Ngài cầm cái chén đó lên Ngài nói, nhưng mà Ngài nói rằng là chính huyết của ta sẽ là một giao ước mới. Và cái chén này chính là cái chén nói về tiên tri hình bóng rằng là ta phải đổ huyết ra để cứu chuộc cho dân Israel và dân thuộc về Chúa. Dạ, chú có thể chiếu cho tôi cái hình có cái túi đó. Đây cái túi hiệp một đây. Dạ, đây là một cái túi hiệp một có ba ngăn, và người Do Thái họ tin rằng là đây là tượng trưng cho ba người là Abraham, Isaac và Jacob. Và khi mà người cha ở trong gia đình đó quý vị là làm chủ cái buổi lễ này, thì ông sẽ bỏ tất cả những cái bánh Marshall đó vào trong ba cái ngăn này. Và khi mà bỏ vào trong ba cái ngăn của cái túi này thì ông sẽ để đó, nhưng mà ông sẽ khi mà tiến hành lễ đó thì ông sẽ lấy cái bánh Marshall ở trong cái ngăn giữa, ngăn thứ hai đó quý vị, để mà bẻ ra, và một phần bẻ ra đó ông sẽ bỏ vào trong cái khăn, và ông sẽ đem giấu đi cái khăn có miếng bánh ở trong đó. Và đứa con trai trong gia đình sẽ đi tìm cái khăn có miếng bánh đó, và khi mà đứa con trai đó tìm ra cái bánh ở trong cái khăn đó, thì người cha sẽ hứa với một người con rằng là bây giờ con muốn cái gì cha sẽ cho con cái đó. Trước khi tìm cái bánh đó thì người cha đã dặn dò với đứa con rằng là nếu mà con tìm được cái bánh đó cha giấu đi, thì con sẽ có được cái điều mà con muốn nơi cha, và cha đã hứa với con. Quý vị có thể liên kết được cái điều này với điều gì quý vị? Về điều gì mà cha đã hứa với chúng ta là môn đồ của Chúa? Đó là sự chết của Chúa Giêsu và sống lại của Ngài, đúng không ạ? Khi mà các môn đồ họ đi tìm Chúa Giêsu, họ đến mộ Chúa Giêsu, quý vị, họ tìm thấy cái khắc bãi liệm. Và lạ lắm quý vị, cái bãi liệm đó nó được gấp lại đàng hoàng ngay ngắn. Và Chúa Giêsu Ngài giống như là một miếng bánh Marshall ở trong đó, và họ đã tìm thấy Chúa Giêsu ở ngay tại mộ phần. Và sau đó thì đến 50 ngày sau, tức là đến ngày lễ Ngũ Tuần đó, thì các môn đồ họ đã nhận được sự bắp tên Thánh Linh, tuôn đổ Thánh Linh ở trên đời sống của họ, và hội thánh của Chúa được khai sinh. Và đây chính là điều mà cha đã hứa ở trong sách Luca đoạn số 24 câu 52 đã chép rằng là các ngươi hãy chờ tại thành Jerusalem và chờ điều mà cha đã hứa. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời đến từ trên cao. Thưa quý vị, tất cả những cái điều này nó đã được ẩn chứa ở trong lễ vượt qua của dân Do Thái. Và khi chúng ta dự thánh ở đây thì chúng ta thấy được là tất cả những cái điều mà chúng ta làm ở đây nó không có gì sai cả, nhưng mà nó mang tính chất là tượng trưng
nó chưa có được đầy đủ, giống như là chúng ta được nhìn thấy ở trên, đúng không ạ? Khi mà tôi nhìn thấy cái điều ở trên đó quý vị, thì tôi vỡ òa ra và tôi thấy thật sự cảm ơn Chúa, bởi vì tôi giống như là được nhìn thấy được cái nguồn gốc của cái lễ tiệc thánh mà chúng ta dùng trong những ngày vừa qua là gì. Cái bánh thật sự nó không phải là bánh màu trắng tròn đâu quý vị, nhưng mà là cái bánh muscle đó. Và chúng ta có thể nhìn vào cái bánh đó và chúng ta liên tưởng đến thân thể của Chúa Giêsu đã bị bầm dập, đã bị đau đớn, đã bị tổn thương như thế nào vì cớ tội lỗi của chúng ta. Cảm ơn Chúa, Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Hầu chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Chúa Giêsu, Ngài là chiên con của lễ vượt qua. Ngài đã hy sinh để đổ huyết ra, để giải cứu chúng ta khỏi sự chết ở trong tâm linh. Tội lỗi của chúng ta được tha thứ, linh hồn của chúng ta được cứu rỗi. Nhưng mà nhân những lần đòn của Chúa Giêsu đã chịu mà chúng ta được lành bệnh. Như vậy thì huyết của chiên con có quyền năng để bảo vệ gia đình của người Do Thái khỏi sự chết, nhưng mà thịt của chiên con đó quý vị có quyền năng để đem đến sự chữa lành cho dân Israel. Như vậy thì sự chữa lành cũng là một phần ở trong sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã dự định cho con người của chúng ta. Khi chúng ta dùng thánh quyến mài chèn thì chúng ta hiểu rằng là trong bánh và chén đó có cái quyền năng để đem đến sự chữa lành cho thân thể của chúng ta. Ngài đã gánh tất cả những sự đau ốm, những sự buồn bực của chúng ta. Quyến mài chèn, nếu chúng ta đến đây mà lòng của chúng ta buổi sáng hôm nay có sự buồn bực nào đó, tôi khích lệ anh chị em chúng ta hãy hướng về Chúa và trao dâng những cái sự buồn bực đó cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Chính Ngài sẽ cất đi những sự buồn bực đó ra khỏi linh hồn của chúng ta. Cách đây vài ngày trước thì có một người nam, một thanh niên, cứ tối 10 giờ mấy, 11 giờ thì nhắn tin cho tôi: mục sư ơi, cầu nguyện cho em với, cứ tới giờ này là em không ngủ được, em thức tới sáng luôn. Và khi mà tôi nhận cái tin của cái người nam này và tôi sắp xếp thời gian và tôi điện thoại lại, thì qua màn hình thì người nam này nói rằng: em lạ quá mục sư, em không hiểu tại sao nữa, em cố gắng em cầu nguyện, em đọc kinh thánh nhưng mà không ngủ được là không ngủ được. Thế là tôi hỏi rằng là trước khi mà em bị mất ngủ như vậy thì em có gặp phải một cái biến cố hoặc là một cái gì đó nó xảy ra làm cho em bị rối loạn như thế này không? Thì người nam thanh niên này nói rằng là: dạ có mục sư, em vừa mới bị mất người yêu. Hỏi ra thì anh này là một nhạc công ở trong hội thánh, yêu một cô ca sĩ ở trong cơ đốc. Hai người yêu nhau đắm đuối thắm thiết trong vòng thời gian một năm. Những tưởng rằng là chuyện tình nó sẽ suôn sẻ và hai người sẽ tiến đến hôn nhân, nhưng mà thình lình mới mấy tuần trước thì cái người nữ này đã lên xe bông với một người nam khác ở trong hội thánh. Anh chàng này sụp đổ và suy sụp tinh thần quý vị. Và xe hoa. Và tâm hồn của người nam này hoàn toàn tan vỡ. Và tôi khích lệ người nam này: bây giờ em hãy tin cậy Chúa, trao cái nỗi buồn đó cho Chúa, tha thứ cho người nữ đó đi. Bởi vì đôi khi mình không thuộc về nhau, mình không phải là của nhau, mình chỉ là bạn với nhau trong Chúa thôi. Có những cái nó na ná như tình yêu nhưng mà nó không phải là tình yêu, nó chỉ là tình bạn thôi. Rồi mình phải buông bỏ, mình phải học cách để tin cậy Chúa, và Chúa sẽ có cách để ban phước cho em có một người vợ tin kính Chúa phù hợp với em, và hai người sẽ được thành công, được kết quả trong sự phục vụ Chúa sau này. Cảm ơn Chúa là người nam đó đã bằng lòng để được cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, tối hôm đó không còn thấy nhắn tin nữa quý vị. Sáng nay tôi nhận tin nhắn của người nam nói rằng: cảm ơn Chúa mục sư, em ngủ được rồi mục sư. Chỉ có cái đó là tới sáng 3 giờ tự nhiên thức dậy, giật mình thức dậy. Không biết sao mục sư, tôi thầm nghĩ trong lòng đơn giản thôi, tại vì chưa vợ mà còn độc thân thì đôi khi trời lạnh quá cô đơn thì mình thức dậy mình như vậy. Nếu mà mình không cảm thấy mình cô đơn đó quý vị thì mình sẽ không có động lực để mình kiếm vợ, đúng không ạ? Phải có những cái lúc như vậy để chúng ta mới có cái động lực để chúng ta tìm cái người phối ngẫu theo ý muốn của Chúa. Thưa quý vị, cái câu chuyện này cho chúng ta thấy được một điều rằng là trong danh của Chúa Jesus Christ có cái quyền năng để đem đến sự giải phóng, giải thoát cho tâm hồn của chúng ta. Có những khi ma quỷ nó lợi dụng cái hoàn cảnh hoặc là cái đau đớn nào đó trong đời sống của chúng ta để nó có thể nó lừa dối và hợp pháp để làm mất đi sức khỏe của chúng ta. Và nếu Chúa không giải cứu người nam này thì có lẽ tình hình nó sẽ càng ngày càng tệ hơn. Tôi đã biết có những người họ không ngủ được liên tục trong vòng 3-4 đêm thôi là sức khỏe suy sụp, thưa quý vị. Cho nên ở trong Chúa Giêsu chúng ta có được sự giải phóng, giải thoát. Và Chúa Ngài khi bước vào trong đời sống của chúng ta, Ngài sẽ khiến cho tất cả những sự quỷ diệt nó sẽ vượt qua khỏi đời sống của chúng ta. Nó sẽ pass over khỏi đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ không phải pass away. Ở trong tiếng Anh quý vị, nó có cái từ đó là pass away, tức là đi đứt.
Pass away tức là qua đời đó quý vị. Để chúng ta có thể hiểu được rằng là nếu không có pass over tức là lễ vượt qua của Chúa đó, thì có thể chúng ta sẽ là pass away tức là game over luôn. Có những hoàn cảnh nếu không có Chúa Jesus Christ thì chúng ta sẽ chết chắc đó quý vị. Ở trong tuần vừa qua tôi cũng hướng dẫn cầu nguyện cho một người chị em bị ếm bùa ở trên Đắk Lắk. Và người chị em này nói với tôi là một sư, em không hiểu tại sao mà người bên trái của em, từ bên trái cho đến chân của em đau nhất, giống như có ai chích cái kim gì đó vào trong chân của em. Và bây giờ tôi cần có một sư để cầu nguyện cho tôi. Và tôi hỏi cái cô này rằng là chị nhớ là xem có ai tranh giành hay là tranh chấp gì với chị hoặc là xung đột với chị không, và họ có thể dùng bùa chú để ảnh hưởng cho thân thể của chị. Thì người chị em nói rằng là dạ đúng đó mục sư, dạ em có bị như vậy. Hàng xóm của em tranh chấp đất đai với em và họ xên bùa, họ nói rằng là tao sẽ giết mày, tao sẽ ếm bùa cho mày chết luôn. Và bây giờ cái người này đã tin Chúa vài tháng nhưng mà không biết cầu nguyện làm sao hết và đang bị bệnh như vậy. Sau đó thì tôi hướng dẫn cho người chị em này cầu nguyện, và ngay lập tức thưa quý vị, cái người chị em này lúc ban đầu thì không thể đi đứng lại được, thì sau khi cầu nguyện thì người chị em này đã có thể đứng dậy và không còn đau nhức nữa. Liên tục hơn 2 đêm không ngủ được, cứ đêm là mắt trắng giả ra và không thể ngủ được. Nhưng cảm ơn Chúa, khi có Chúa Jesus bước vào thì người chị em này đã được bình an và ngủ được. Sáng sau tôi nhắn tin cho người con gái, thì người gái nói rằng là cảm ơn Chúa, lạ lắm, một sư sau khi cầu nguyện xong thì mẹ em vui lắm, vui như chưa từng được vui, và bà ngủ được rất là ngon, và thậm chí là đứng dậy đi đứng bình thường, không có bị đau nhức. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa Ngài đã chữa lành cho chúng ta bằng lời quyền năng của Chúa. Khi chúng ta biết những nguyên tắc về sự phá hủy những bùa chú và trút bỏ tất cả những quyền lực của ma quỷ, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ bày tỏ ra, Ngài sẽ thi thố phép lạ của Ngài trước mặt các thần, để cho các thần thấy rằng là chúng nó chỉ là đồ giả dối, chúng nó chỉ là những cái kẻ bất hợp pháp ở trên đất này, gieo rắc những bệnh tật tai ương bất hợp pháp cho con người chúng ta mà thôi. Nhưng mà khi Chúa Jesus Ngài xuất hiện thì mọi chuyện sẽ được thay đổi. Cho nên bệnh tật cũng là một phần ở trong cái công việc của ma quỷ thưa quý vị. Chúng ta cần hãy tin cậy Chúa để chúng ta cầu nguyện quỷ phá tất cả những công việc của Satan, đừng để cho nó ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy phân biệt được khi nào Chúa Ngài cho phép thử thách nó xảy đến với chúng ta và khi nào ma quỷ tấn công chúng ta. Như trường hợp của Job, đó là Chúa Ngài thử thách chúng ta và cho phép ma quỷ nó tấn công Job. Và Job cần phải tin cậy Chúa và phải bày tỏ ra một cái sự phẩm hạnh của mình, để đến cuối cùng thì Job sẽ được Chúa Ngài giải phóng, được Chúa chữa lành. Nhưng mà Job không biết rằng là ma quỷ tấn công mình, ông nói rằng là Chúa Ngài ban cho, Chúa cất đi. Rồi trường hợp thứ hai, đó là ma quỷ nó tấn công chúng ta vì cớ chúng ta có một cái lỗi lầm nào đó, một cái sai trật nào đó. Và lúc đó nếu chúng ta nói rằng ô cảm ơn Chúa đánh con, Chúa Ngài sửa phạt con, quý vị ơi, lúc đó là không được. Chúng ta cần phải đuổi nó đi. Chúng ta phân biệt được khi nào ma quỷ tấn công và khi nào Chúa Ngài thử thách chúng ta. Rồi khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ biết cách để chúng ta cầu nguyện và tiếp nhận cái sự phước hạnh của Chúa cho đời sống của mình. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Ngài chính là chiên con của lễ vượt qua. Và Ngài đã đến thế gian này đúng sau 1500 năm sau khi mà lễ vượt qua được thiết lập ở tại xứ Ai Cập qua Môi-se. Chúng ta biết rằng là sắp sửa đây vào tháng 12 này, thế giới của chúng ta sẽ chào đón một cái sự kiện rất là lớn, đó là lễ Giáng sinh đúng không ạ? Và Xuân Yêu Thương là đến tháng 3 năm sau lận. Một cái sự kiện rất là lớn hàng năm của người Cơ Đốc chúng ta, đó là Chúa Giêsu Ngài Giáng sinh tại Bethlehem xứ Giu-đê. Ai cũng vui vẻ chào đón Chúa Giêsu, Ngài là đấng cứu thế của thế gian này. Và trong đêm mà Chúa Giêsu Ngài sinh ra đó, thì có các thiên sứ họ đã loan báo một cái tin cho các mục đồng, đó là các ngươi sẽ gặp một con trai bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ, đó chính là đấng Messiah. Trước đây tôi cứ bị in trí theo cái truyền thống rằng là chắc là Chúa Giêsu Ngài sinh ra trong đêm đông, cho nên là thời tiết lạnh và Chúa Giêsu phải được bọc ở trong một cái khăn để giữ ấm. Đó là cái suy nghĩ bình thường tự nhiên của tôi. Nhưng mà khi mà nghiên cứu về những tài liệu của lịch sử người Do Thái đó quý vị, thì cách đây 2000 năm về trước, thì ngay tại Bethlehem có một cái lò để mà người ta nuôi súc vật và nuôi những cái con súc vật đó để làm sinh tế. Để khi mà người Israel họ muốn mua một cái con sinh tế nào đó để dẫn đến Jerusalem và dâng cho Đức Chúa Trời đó, thì họ sẽ ghé ngang Bethlehem và họ sẽ mua những cái con chiên, con bò, con cừu, con này con kia để mà đem lên thành Jerusalem gần đó.
Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã được hạ sinh ở trong cái khu vực của chuồng chiên, máng cỏ. Và khi mà người Do Thái họ đỡ con chiên con đó được sinh ra đời, quý vị, thì người Do Thái họ sẽ lấy một cái khăn để mà bọc cái con chiên con đó lại. Và Chúa Giêsu Ngài đã được hạ sinh ra theo cách như vậy, để cho người Do Thái và ngay cả môn đồ của Ngài hiểu rằng là chính Chúa Giêsu Christ Ngài là chiên con được sinh ra để mà hy sinh cho tội lỗi của nhân loại. Cảm ơn Chúa. Đấy là những cái điều mà chúng ta khi mà chúng ta móc, mà chúng ta sâu chuỗi nó lại, quý vị, chúng ta thấy rằng là quá thật sự cái sự cứu chuộc của Chúa xuyên suốt từ thời Sáng Ký cho đến đến thời Chúa Giêsu thì nó xảy ra chính xác từng ly từng tí, quý vị. Tạ ơn Chúa, lễ vượt qua ngày hôm nay chúng ta có được đó là ở trong Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta không cần phải giữ đúng theo cái hình ảnh hoặc là cái phong tục của người Do Thái thì chúng ta mới giữ lễ vượt qua. Nhưng lễ vượt qua lễ vượt qua mà chúng ta có được ngày hôm nay đó là trong Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta ở dưới dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, bởi đức tin ở Chúa Giêsu Christ, chúng ta sẽ được Chúa Ngài giải phóng, giải cứu tâm linh của chúng ta ra khỏi những cái sự nô lệ cho quyền lực của tội lỗi. Và tất cả những cái bệnh tật, những sự rủa xả, những đau khổ, những sự tối tăm nó sẽ vượt qua khỏi căn nhà của chúng ta. Và thịt của chiên con cần phải được ăn ở trong nhà, và nếu mà ăn không hết thì cần phải rủ thêm những người khác đến để cùng ăn. Điều này hình bóng cho sự cứu rỗi của Chúa Giêsu dành cho con người của chúng ta. Nó vô lượng vô biên, nó rất là lớn thưa quý vị. Không phải là chỉ đủ cho mình, cho cá nhân mình hoặc là một vài người, nhưng mà là cho đủ cả nhà của chúng ta. Và điều này cho chúng ta có một sự khích lệ rằng là nếu chúng ta đang tin Chúa ở trong gia đình của mình, chỉ có mình thôi, thì quý vị ơi hãy cầu nguyện để cho người thân của chúng ta cũng sẽ mở lòng ra để họ cùng ăn thịt chiên con, tức là họ dư phần ở trong đức tin cứu rỗi nơi Chúa Giêsu Christ với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ai tin nơi Chúa Giêsu Christ thì họ và gia đình của họ cũng sẽ được cứu. Đó là lời của Phaolô đã nói với người đại lao, đúng không ạ? Nếu người tin Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì lễ vượt qua có một cái hình bóng và có một ý nghĩa thuộc linh cho đời sống tâm linh của chúng ta là người tin Chúa ngày hôm nay. Chúng ta cần phải tin cậy nơi quyền năng của huyết Chúa Giêsu Christ. Nếu có bất cứ một sự rủa xả nào cho đời sống của anh chị em, chúng ta hãy công bố huyết của Chúa Giêsu Christ bẻ gãy tất cả những sự rủa xả đó trên đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta có bệnh tật nào, chúng ta hãy công bố rằng bởi lần đòn của Chúa Giêsu đã chịu mà chúng con được Chúa chữa lành, bởi vì Ngài đã gánh thay tất cả những bệnh tật đó thay cho chúng con. Con không cần phải cắn răng để mà chịu, nhưng mà con tin rằng là lời của Chúa có quyền năng, hàng ngàn năm nay rồi không bao giờ thay đổi. Con tin rằng là con sẽ là người tiếp theo được Chúa Ngài chữa lành. Nếu Chúa Giêsu Ngài đã chữa lành trong ngày hôm qua thì ngày hôm nay Ngài vẫn sẽ tiếp tục chữa lành, và ngày mai Ngài vẫn là sẽ tiếp tục chữa lành. Trong quá trình mà tôi cầu nguyện chữa lành cho khá là nhiều người thì tôi thấy có những trường hợp đó là họ được chữa lành rất là nhanh, trong vòng chưa đầy 5 phút là họ được lành. Nhưng có những trường hợp tôi mất phạt rất là nhiều giờ hoặc là nhiều ngày để chăm sóc cầu nguyện cho họ, nhưng mà vẫn không thấy được cái sự chữa lành gì cả. Tôi thắc mắc với Chúa, tại sao mà có những trường hợp khó như vậy? Thì sau này Chúa Ngài mới cho tôi biết một điều rằng là không phải là Chúa Ngài thay đổi trong cái sự chữa lành của Ngài, nhưng mà Chúa biết tấm lòng của từng người đến với Ngài. Có những người họ có đức tin thật sự, họ sau khi được chữa lành họ vẫn tiếp tục họ ở lại với Chúa và học lời của Chúa một cách trung tín và chuyên cần. Nhưng có những người Chúa biết rằng là họ không có một sự trung tín ở trong việc học lời của Chúa. Họ chỉ đến với Chúa giống như là một người bệnh nhân đến gặp bác sĩ. Bác sĩ ơi, tôi đau chỗ này, chữa lành cho tôi rồi, xong tôi lành xong rồi là bác sĩ ở nhà bác sĩ, tôi ở nhà tôi. Chúng ta xong, không thuộc về nhau. Và Chúa biết trước điều đó, cho nên là Chúa Ngài muốn cho họ có cái thời gian đủ để mà ở lại trong sự học lời của Chúa. Cho đến khi mà họ đã vững chắc ở trong nền tảng thuộc linh của họ rồi, thì Chúa Ngài sẽ bày tỏ ra quyền năng chữa lành của Ngài cho đời sống của họ. Cho nên có những người họ chạy hết mục sư này tới mục sư kia, từ mục sư Huỳnh Quốc Khánh cho đến mục sư Trương Quý, chạy lòng vòng tới gặp tôi. Tôi nói không, bây giờ có mục sư Tây Biêu Xu, ông đội mồ, sống lại, ông cầu nguyện chăng nữa thì cũng không hết. Cái này là mình phải được thay đổi từ trong tâm lòng của mình. Phải ăn năn tội lỗi, phải hạ mình xuống. Phải thay đổi lối sống của mình, bởi vì nếu mà mình không thay đổi lối sống của mình thì bây giờ Chúa không thể chữa lành được. Cảm ơn Chúa. Có những người họ đã nhận biết được cái sự sai lầm của họ và họ đã thay đổi và họ được Chúa chữa lành, thưa quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng là quyền năng chữa lành của Chúa không bao giờ thay đổi, nhưng mà chúng ta cần phải được thay đổi, thưa quý vị. Chúng ta cần phải được thay đổi trong thay đổi sống của chúng ta, phải hạ mình, phải khiêm nhường và phải xưng ra từ bỏ tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã có phạm với Chúa. Như lời của Chúa trong sách Châm Ngôn có nói rằng là
ai tìm cách giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Cái từ thương xót đó cũng có nghĩa rằng là thành công, được thịnh vượng. Cái từ prosper, khi một người được Chúa Ngài thương xót thì người đó sẽ được thịnh vượng. Thịnh vượng tức là mọi việc người đó làm sẽ được trơn tru, được kết quả, được thành công. Còn một người mà có tội lỗi mà chưa chịu ăn năn, chưa xưng tội ra với Chúa đó, thưa quý vị, họ đi đâu họ cũng gặp tắc nghẽn, đi đâu cũng gặp khó khăn rồi thất bại rồi không có được thuận lợi. Cho nên đời sống khôn ngoan đó là một đời sống nhận biết được ý muốn của Chúa và hạ mình dưới bàn tay quyền phép của Chúa. Để đến kỳ thượng hiệp thì Chúa sẽ nhắc chúng ta lên, quý vị. Cảm ơn Chúa. Đó là tất cả những gì mà tôi chia sẻ ngắn gọn ở trong buổi sáng nay về lễ vượt qua. Dĩ nhiên nó còn có nhiều cái chi tiết khác nữa, nhưng mà tôi ao ước rằng là những cái điều đó nó cũng đủ một phần nào đó làm cho tâm trí của chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng tận mắt buổi sáng nay về hình ảnh của Chúa Giêsu là bánh không men, và Ngài cũng là chiên con bị giết ở trong đêm lễ vượt qua. Và nếu có thời gian sau này thì tôi sẽ chia sẻ về những ý nghĩa tiên tri về 7 kỳ lễ quan trọng của người Do Thái, để chúng ta thấy rằng là chúng ta đang sống ở trong thời đại nào, trong kỳ lễ nào, quý vị. Và cái ngày mà Chúa Giêsu Ngài trở lại, quý vị, đó nó tương ứng với lễ thổi kèn của người Do Thái. Bởi vì ở trong Tê-xu-lu-ca thứ nhất đoạn số 5 câu 14 chép rằng là khi mà Chúa trở lại đó thì Ngài sẽ kêu những thiên sứ lớn để mà dùng kèn để nhóm họp tất cả mọi người lại. Và khi chúng ta nghe tiếng kèn đó, chúng ta sẽ được Chúa Ngài cất lên không trung và chúng ta về trời gặp Chúa. Và hiện tại chúng ta đang sống ở trong lễ ngũ tuần. Theo như cái lời tiên tri đó, quý vị, chúng ta đang sống ở trong lễ ngũ tuần. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài chính là bông trái đầu mùa của những kẻ chết sống lại. Và cái sự sống lại của Chúa Giêsu Christ nó cũng tương ứng với lễ dân hoa quả đầu mùa của người Do Thái, quý vị. Và chúng ta đang sống ở trong thời đại của lễ ngũ tuần. Và sau lễ ngũ tuần đó là lễ thổi kèn. Chúng ta đang sống ở trong những giây cuối cùng của niên lịch của Đức Chúa Trời đối với hội thánh của Chúa. Chú lo mình bị bỏ lại hả? Lo có những người bị bỏ lại đúng không? Nghe em được kiếm tiền là bị bỏ lại. Dạ. Có một người thanh niên nói với tôi, mục sư, 144.000 người ở trong Khải Huyền đó, những người mà được cứu trong gọi là trong cái đại nạn đó hay là sau đại nạn đó được cứu đó, thì bây giờ mà những người mà yếu đuối bị bỏ lại trên đất này nè, họ có được tính ở trong những người đó hay không? Thì tôi nói rằng là thật sự không phải là 144.000 người đó là người tin Chúa yếu đuối đâu, nhưng mà 144.000 người đó của 12 chi phái Israel đó là dân Israel ở tại Jerusalem. Chúa thương xót người Do Thái, tức là tuyển dân của Ngài, và trong 7 năm nạn đó sẽ có những người thuộc trong 12 chi phái Israel, họ sẽ ăn năn, họ trở lại và tin nhận Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời cứu những người đó. Còn chúng ta là dân ngoại, chúng ta không được cứu, chúng ta bị bỏ lại là chúng ta bị bỏ lại luôn. Nếu chúng ta còn sống mà sau kỳ 7 năm đại nạn đó thì chúng ta mới còn cơ hội khi mà Chúa trở lại. Cho nên là không có vé vớt, không có vé vớt, quý vị nghe. Tức là bị bỏ lại là không có cơ hội trong 7 năm đó. Nói tới đây cái người thanh niên nó nói, như vậy em có cách, đó là em sẽ tìm cách để kết hôn giả với người Do Thái, bay qua Do Thái để nhập quốc tịch Do Thái với nó. Quý vị ơi, đang khi còn trong thời đại ân điển như thế này, trong thời kỳ ân điển, tại sao chúng ta không đi đường đường chính chính, đúng không ạ? Chúng ta cứ mong rằng đi vé vớt, giống như Việt Nam mà cứ suy nghĩ đi vé vớt vào World Cup, làm gì có cái chuyện đó. Mình phải đi đường đường chính chính. Amen. Khi mà Chúa Giêsu Ngài còn chưa đến, thời đại ân điển vẫn còn ở đây. Quý vị ơi, hãy chăm sóc đời sống tâm linh của chúng ta. Đừng suy nghĩ đến vé vớt. Nhưng mà tôi công bố trong danh Chúa Giêsu Christ, quý vị sẽ được đi cùng với nhau. Chúng ta sẽ đi cùng với nhau, không thiếu một ai cả. Amen. Hẹn gặp lại quý vị trong một ngày không xa, khi mà Chúa Giêsu Ngài trở lại, chúng ta sẽ được gặp nhau đầy đủ ở tại chốn không trung. Amen. Hãy nói người bên cạnh rằng là hẹn gặp lại anh chị em ở trên thiên đàng một ngày không xa. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Chúng ta đừng suy nghĩ tiêu cực. Dạ, đừng suy nghĩ tiêu cực rằng là tôi nói về cái sự chết tục thể, nhưng mà chắc chắn Chúa Giêsu sẽ trở lại và Ngài sẽ rước chúng ta là những người sống, chúng ta sẽ về với Chúa và chúng ta sẽ gặp lại tất cả lẫn nhau. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời quý vị cùng nhau đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc buổi sáng này. Rồi những lần sau chúng ta sẽ nói nhiều hơn về lai thế học. Và bây giờ thì chúng ta phải kết thúc sứ điệp lễ vượt qua này rồi. Hallelujah. Chúa ơi, cảm ơn Ngài bởi vì tình yêu của Chúa, sự thăng tiến của Ngài rất lớn trên đời sống của chúng con.
Chúng con cảm ơn Chúa vì sáng nay Chúa Ngài cho chúng con nhìn thấy được ý nghĩa tiên tri và ý nghĩa thuộc linh ở trong lễ vượt qua của người Do Thái. Và chúng con là những người Do Thái thuộc linh, chúng con là dân Israel thuộc linh. Chúng con được Chúa Giêsu Ngài thương xót bởi ơn điển của Ngài. Chúng con được tháp vào trong cây olive nghịch tắng với chúng con. Và Chúa ơi, chúng con là những nhánh olive hoang. Trước đây chúng con là dân ngoại, chúng con không có bản tánh của Đức Chúa Trời bên trong chúng con. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa đã thương xót chúng con, Chúa đã kêu gọi chúng con. Và trong Chúa Giêsu Christ, chúng con được tháp vào trong cây olive nghịch tánh với chúng con là Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa, xin Chúa thay đổi bổn tánh của chúng con để chúng con được trở nên một người dự phần bổn tánh với Đức Chúa Trời. Và chúng con được trở thành một tuyển dân Israel của Ngài. Chúng con có những suy nghĩ, có những lời nói, có những hành động, có những thái độ sống giống như Chúa Giêsu Christ là Chúa cứu Chúa của chúng con. Xin Chúa Ngài cho chúng con luôn được ở trong Chúa, luôn ở trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ, luôn ở trong đức tin nơi lời của Ngài, để chúng con kinh nghiệm được không phải chỉ là về cái kiến thức hiểu biết kinh thánh của chúng con mà thôi, nhưng mà chúng con cũng kinh nghiệm được quyền năng của Chúa ở trong những gì mà chúng con làm hàng tuần ở tại thánh của Chúa, nhất là trong lễ tự thánh. Xin Chúa Ngài thăm viếng rời chạm chúng con để chúng con được kinh nghiệm quyền năng của huyết và thịt của Chúa Giêsu Christ, cũng có thể chữa lành, giải cứu và giải phóng chúng con ra khỏi tất cả mọi sự áp chế của ma quỷ. Còn đó là cho quyền lực của ma quỷ và những lính của sự tối tăm, nó phải lui ra khỏi anh chị em chúng con, nó phải lui ra khỏi gia đình của chúng con, nó phải lui ra khỏi công an việc làm của chúng con nữa. Chúa ơi, con bày gãy tất cả những sự rủa xả, những sự nghèo thiếu, ốm đau bệnh tật, những sự rắc rối, xung đột, những sự nợ nần ở trong đời sống của chúng con, trong danh Chúa Giêsu Christ, nó phải bị quỷ phá đi giờ phút này, bởi vì Chúa Giêsu Ngài là đấng bao phủ gia đình của chúng con, Ngài bao phủ tất cả mọi điều thuộc về chúng con, để chúng con được sống ở trong ơn của Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài nói rằng là kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, nhưng mà ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Còn cảm ơn Chúa, ở trong Chúa Giêsu Christ chúng con được sống dư dật, Chúa ơi, từ thuộc linh cho đến thuộc thể, và chúng con có bố sự phước hạnh của Ngài, sự bình an của Chúa ở trên linh hồn và thể xác của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả. Nguyện Chúa Ngài tiếp tục ban ơn và chúc phước cho chúng con ở trong một tuần lễ mới. Đức đầy dẫy sự vui mừng, đầy dẫy sự bình an, phước hạnh và đắc thắng ở trong danh của Chúa Giêsu. Còn ngợi khen Chúa và chúng con cùng nhau hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.